Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đặt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Những người tuổi Tân Sửu cũng vậy, họ là người có tính cách hiền lành, nhân hậu và tốt bụng. Họ thích tham gia các công tác từ thiện trong xã hội và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ rất coi trọng chữ tín, có trách nhiệm, luôn hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn. Họ không hứa suông hay nói những lời ngon ngọt, nịnh bợ bất kỳ ai. Họ luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác và sẽ là người bạn trung thành, đáng tin cậy. Sang năm 2021, tuổi Tân Sửu gặp phải trực thái tuế khiến chặng đường sự nghiệp của họ có nhiều biến cố, không được suôn sẻ, hàm chứa nhiều tai họa ngầm. Nhưng do tính tình hiền lành nên trong năm Tân Sửu, mệnh chủ sẽ có quý nhân phù trợ, hóa hung thành cát. Tài vận ở độ tuổi trung niên cũng phân lên, đầu tư, kinh doanh đều thành công rực rỡ. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ xảy ra điều gì? Tuổi Tân Sửu sẽ gặp được quý nhân nào? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn nào hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Tân Sửu. Đặc biệt trong phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Sa Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của ông bà tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Theo tử vi của ông bà tuổi Tân Sửu, trong nửa đầu năm 2021, cho dù tuổi Tân Sửu là 5 tuổi, nhưng ông bà không nên vì thế mà quá bi quan. Bởi trong thời gian này, ông bà sẽ có các tinh thực thần chiếu mệnh, đem lại bình an. Ông bà có thể tự mình giải quyết khó khăn hoặc nhận được sự giúp đỡ của người ngoài. Tuy nhiên, trong thời điểm này, ông bà tuổi Tân Sửu thường quá cứng đầu, thích làm theo ý mình nên sẽ vướng vào chuyện rắc rối không đáng có. Ngoài ra, một số ông bà còn có thái độ làm việc không chuyên tâm, sẽ phân tán tư tưởng, sẽ dễ mắc lỗi, phải khắc phục sai lầm. Cho nên ông bà cần chú ý hài hòa cuộc sống và công việc, không nên lẫn lộn việc công với việc tư. Hơn nữa trong năm nay, ông bà tuổi Tân Sửu vẫn phải trực thái tuế. Người xưa thì nói, thái tuế là vị tướng quân cai quản trần gian suốt một năm. 65 lục thập hoa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản, và mỗi vị sẽ có chức pháp khác nhau cai quản trời đất. Năm nào đến lượt thần thái tuế thì năm đó gọi là trị nhìn thái tuế. Mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi. Vậy nên để hóa giải, ông bà hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài thái tuế nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hương tinh, từ đó ông bà có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Tân Sửu trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể. Về sự nghiệp và quan vận. Nửa đầu năm 2021 không phải một khoảng thời gian quá may mắn đối với ông bà tuổi Tân Sửu, cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến. Cho nên, ông bà cần phải cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ, gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên, về mặt tích cực mà nói, thời gian này ông bà còn khá nhiều cơ hội để thách thức bản thân cũng như rèn luyện kỹ năng của mình.
Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì ông bà sẽ có được những thu hoạch lớn lao. Cho nên, để kích hoạt vận khí các lành, thúc đẩy công việc, hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt thì ông bà tuổi Tân Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đại thông năng lượng ưng tụ, thiên địa nhân, từ đó mang lại các lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ ông bà phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy, trong 5 tuổi, nhờ có thực thần chiếu mệnh, dù ông bà sinh năm 1961 không có cơ hội phát tài, thì cũng sẽ không phải chịu áp lực quá lớn về kinh tế. Nếu biết chi tiêu có kế hoạch, ông bà vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, với ông bà làm đầu tư, kinh doanh, cần cẩn thận hơn mỗi khi đưa ra quyết định, chớ nghe theo những lời dụ dỗ, bùi tai. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Tân Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ ông bà trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi, thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt trong thời gian này. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Ông bà tuổi Tân Sửu sẽ gặp được vận đào hoa trong thời gian nửa đầu năm Tân Sửu. Điều này đối với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã lập gia đình, ông bà cần chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với những đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng, đôi bên cần trao đổi, tâm sự và bao dung hơn cho nhau. Với người đang sống độc thân thì ông bà có thể thử mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể ông bà sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Để cải vận tình duyên thì ông bà tuổi Tân Sửu hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đó hoa của ông bà trong thời gian sắp tới. Từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm. Nếu còn độc thân, sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Về mặt sức khỏe, theo tử vi thì tình hình sức khỏe của ông bà tuổi Tân Sửu trong 6 tháng đầu năm 2021 không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là ông bà phải biết duy trì tình trạng này, như vậy thì mới có tinh thần và sức lực đối diện với mọi vấn đề. Ông bà không nên làm việc quá sức, chú ý chế độ làm việc và nghỉ ngơi. Ông bà cũng không nên tham gia tiệc tùng, rượu bia quá độ, gây tổn hại đến sức khỏe, khiến tinh thần thiếu tỉnh táo. Ngoài ra, ông bà hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà tăng cường vận khí, cải mệnh, chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ ông bà. Khi mang theo pháp khí bên mình, cũng giống như Phật ở bên cạnh ông bà. Từ đó, tâm sẽ được bình yên, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Tân Sửu trong 6 tháng đầu năm. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tháng 1 âm lịch. Mặc dù trong năm 2021 chịu áp lực của thái tuế, nhưng khi bước vào tháng riêng, vận trình của ông bà tuổi Tân Sửu khá ổn định, sự nghiệp có bước phát triển nhất định, năng suất cao, không hề tụt lùi. Có điều, tháng này khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, ông bà tuổi Tân Sửu sẽ bị căng thẳng đầu óc. Điều này còn khiến sức khỏe có phần giảm sút. Tháng 2 âm lịch. Tháng này, ông bà tuổi Tân Sửu chịu tác động khá mạnh của trực thái tuế. Hai phương diện là công việc và sức khỏe bị ảnh hưởng mạnh nhất. Ông bà đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công việc. Bản thân hành sự sẽ phạm sai lầm, ảnh hưởng xấu tới uy tín. Sức khỏe cũng giảm sút. Tinh thần tiêu cực chiếm lĩnh, sẽ sinh bệnh về tinh thần. Tháng 3 âm lịch. Tháng này, hội chiếu khá nhiều các tinh trợ lực, vận trình của ông bà nói chung khá ổn định, ít gặp xui xẻo bất ngờ. Gặp việc khó đều có quý nhân giúp sức, công việc cứ thế tiến hành khá suôn sẻ. Có điều thời điểm này, ông bà chưa thể tạo ra sự đột phá. Tháng 4 âm lịch. Trong tháng được quý nhân tam hợp giúp sức, công việc của ông bà tuổi Tân Sửu vẫn trên đà tiến triển không ngừng. Có điều, vì có nhiều hung tinh chiếu mệnh
nên ông bà trải qua cũng ít khó khăn trước khi có được kết quả cuối cùng. Hơn thế, trong tháng có cục diện thiên ấn khắc sát, tài vận của ông bà tuy có tăng nhưng không nhiều, kiếm được đồng tiền phải tất bật hơn trước. Ngoài ra, chi tiêu nhiều, có hiện tượng phá tài. Tháng 5 âm lịch. Sang tháng 5 âm lịch, ông bà tuổi Tân Sửu hết sức lưu tâm đến vấn đề sức khỏe, nhất là về vấn đề tiêu hóa và tai nạn bất ngờ khiến tứ chi chảy máu. May mắn công việc của ông bà vẫn trên đà khá thuận lợi, ý chí phấn đấu mạnh mẽ, khả năng cao sẽ được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Tháng 6 âm lịch. Trong tháng xung với lưu nguyệt lại là con giáp tạo thái tuế 2021, công việc của ông bà tuổi Tân Sửu gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ông bà có xu hướng ôm đồm nhiều việc, lao tâm khổ tứ, tự tạo áp lực cho chính mình. May mắn tháng này có ngoại tài bất ngờ lợi cho ông bà trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán. Một số công nợ được xử lý triệt để, ông bà dư khả năng tích lũy một khoản khá khá cho riêng mình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tìm hiểu về vận hạn của ông bà tuổi Tân Sửu trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ông tuổi Tân Sửu bị sao kế đô chiếu mệnh. Ông sẽ thường gặp tai nạn bất ngờ, bị hao tài tốn của, tăng khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn sầu, họa vô đơn chí. Trong gia đình không có vận may. Đặc biệt trong tháng 3 âm lịch, khoảng thời gian này ông còn gặp phải hạn địa võng. Địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói, kẻo vướng khẩu thiện, thị phi, kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời cần cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ dở giữa chừng. Bà tuổi Tân Sửu may mắn hơn khi được sao Thái Dương chiếu mệnh. Vậy sao Thái Dương là cát tinh, mang tới sự tỏa sáng, sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang, thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương sẽ làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Tuy nhiên, bà gặp phải hạn địa võng. Gặp hạn địa võng, đi xa vô cùng bất lợi. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói, kẻo vướng khẩu thiện, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, bà cần cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ dở giữa chừng. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Tân Sửu có thái tuế, phá toái và hoa cái tọa thủ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra có dấu hiệu thị phi đeo bám, ăn nói cẩn trọng. Cung tam hợp thì có lộc tồn, long trì, phượng cát, giải thần, thiên phúc, hàn trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt, gặp người có quyền thế giúp đỡ, lợi cho tài lộc và ngoại giao. Tuy nhiên, còn có các hung tinh như tuần, triệt, bạch hổ, phi liêm, thiên khốc, thiên quan, quan phù mang tới trở ngại trong công việc, tìm buồn trong gia đình, tai nạn bất ngờ, thị phi, kẻ tụ. Cuối cùng là cung xung chiếu, gồm có đại hao, tuổi phá, thiên hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của, mất trộm, tiểu nhân quấy phá hoặc có bệnh trạng trong người. Quý vị thân mến, vừa rồi mọi người đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy chia sẻ. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.